Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chỉ có loại vô công giỏi nghề, mượn áo tu để ăn bám xã hội, mới kêu ca không đủ tiền làm Phật sự. Ngày 24 tháng 5, trên Facebook cá nhân của nhà giáo, tiến sĩ Chu Mộng Long có bài viết "Chăm lo Phật sự hay nuôi tăng béo nút". Thời báo.Đ trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Tôi bắt đầu câu chuyện tuổi thơ của tôi gắn với chùa như thế nào? Cái chùa, đúng hơn là một cái am thờ Phật do một người phụ nữ lập ra trong vùng tranh chấp trước năm 1975. Am nằm ven thị trấn, thỉnh thoảng bị pháo kích từ trên núi dội xuống, nhưng so với nơi khác thì khá bình yên, từng làm nơi tạm trú cho bà con chạy giặc. Và đây là hình status trên trang cá nhân của tiến sĩ Chu Mộng Long. Những năm ấy chiến tranh khốc liệt, người tản cư hàng đoàn, thay người chết vung vãi khắp nơi. Nhà người phụ nữ này thành địa điểm cho dân tạm cư. Thuở ấy, chưa lên 10, tôi đã cùng ba mẹ, anh em đêm đêm quỳ trước Tam Bảo, tụng kinh, niệm Phật. Nhờ vậy, từ bé tôi đã thuộc lòng gần chục bộ kinh tụng. Hàng ngày, bà cần mẫn hái lá cây, phơi sấy làm thuốc chữa bệnh. Bà không lấy tiền của bất cứ ai, chỉ cúng hoa quả chính bà mua, hoặc bà con mua dâng lên Tam Bảo. Bà có chồng con, nhưng cả nhà ăn chay. Riêng bà chỉ ăn trái cây và rau quả. Từ năm 1974, bà bắt đầu nhịn ăn và chỉ uống nước lọc. Đúng ngày 31 tháng 3 năm 1975, giải phóng Bình Định thì bà viên tịch. Dân xung quanh gọi bà là Bồ Tát. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh bà khi trở về cõi trên. Bà nằm trong tư thế Phật nhập, niết bàn. Nhắm mắt, làn da trắng sáng, môi tươi như hoa. Khi ấy bà mới 42 tuổi. Nói đến chuyện Phật sự thì tôi nhớ lại tất cả những việc bà làm. Các bạn có thấy bà khác xa với các đấng bậc tu hành theo đạo pháp xã hội chủ nghĩa hay không? Và đây là hình tăng đoàn béo nút. Tôi quan sát các tăng đoàn, toàn những người trai trẻ lực lưỡng. Tính ra các chùa to như hiện nay, mỗi tăng đoàn có lẽ lớn hơn một trung đoàn lính. Họ tu tập và giúp ích gì cho cuộc sống người dân, có thể tôi không biết. Nhưng để có lương thực nuôi các tăng đoàn này, có lẽ số tiền cũng bằng dân nộp thuế nuôi quân đội. Nếu giáo hội được trang bị vũ khí, có khi có sức mạnh tương đương với lực lượng vũ trang của nhà nước. Đừng tưởng ăn chay là rẻ, tôi từng ăn chay cả tháng. Sau khi ba và em tôi mất, vợ tôi lặng lẽ mua sắm đồ chay không nói gì. Nhưng sau đó tôi mới biết số tiền chi ăn chay đắt hơn nhiều so với ăn mặn. Lương của tôi so với giảng viên trẻ là khá cao. Ăn chay chỉ có rau, đậu, nấm mà còn khó khăn. Huống hồ, nghe nói trong chùa to, các tăng toàn ăn cao lương mỹ vị. Tôi biết trước đây, trừ những ngôi chùa cổ với sinh hoạt đạm bạc, các chùa to chủ yếu sống bằng tiền của đại gia và quan chức. Mỗi chùa sở hữu hàng ngàn tỷ đồng. Và đây là hình hạnh đầu đà Thích Minh Tuệ. Những năm gần đây, các ngôi chùa to với những tăng đoàn lớn hơn trung đoàn lính ấy ắt gặp khó khăn, không phải vì sự xuất hiện của hành giả hạnh đầu đà Thích Minh Tuệ, mà vì dòng tiền trên đã cạn. Loại đại gia và quan chức đầu tư và kinh doanh tâm linh lần lượt vào tù, như là nghiệp báo nhãn tiền. Số còn lại bắt đầu lo sợ, hết dám chơi trò buôn thần bán thánh. Vậy là, nói như Thích Thanh Quyết, dù bày trò cúng sao giải hạn, trục vong giải nghiệp, và dù nhắc ma dọa quỷ để moi tiền công chúng, nhà chùa vẫn đang bị lỗ chỏng vó. Người lính ngoài hưởng phụ cấp cho tiêu vặt, họ còn phải lao động sản xuất để cải thiện bữa ăn, trong khi các tăng thì chẳng làm gì hơn ngoài chờ ăn cúng dường. Khủng hoảng là chắc chắn và rất cần khủng hoảng như vậy để thay đổi. Tôi xem hình ảnh các tăng đoàn của các chùa mà liên tưởng đến các giới tăng lữ thời các đế chế, nhà nước hóa, tôn giáo. Họ thuộc thành phần ngồi mát ăn bát vàng, hưởng lợi từ đặc ân của nhà nước, và đối với dân, họ có cả quyền sinh, quyền sát trong tay. Nay lẽ nào tái hiện lại cái lịch sử một thời dân chúng làm nô lệ cho tăng lữ hay sao? Hiểu rằng chăm lo Phật sự bằng lấy danh Phật, ăn trên xương máu của người khổ nạn, bệnh tật là làm ô danh Phật, gieo thêm nghiệp ác trùng trùng. Chăm lo Phật sự phải là làm tiếp cái việc Phật chưa làm hết, tức tu nhân, tích đức, tích thiện cho dân, góp phần cho quốc thái dân an, chứ không đồng nghĩa với việc biến dân thành con mồi, nuôi tăng béo nút. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin "Chỉ có loại vô công rõ nghề, mượn áo tu để ăn bám xã hội, mới kêu ca không đủ tiền làm Phật sự". Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Chủ tịch là nạn nhân hay tội đồ trong trò chơi vương quyền của Tổng Trọng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng được công luận đánh giá ít có biểu hiện tham nhũng về mặt vật chất và tiền bạc. Nhưng ông Trọng luôn bị cáo buộc là kẻ tham nhũng quyền lực. Sau Đại hội 13 năm 2021, về ông Trọng tiếp tục ở lại giữ cương vị Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3, trái với Điều 17, Điều lệ Đảng, đã khiến công luận trong nước và quốc tế hết sức ngạc nhiên vì một người đứng đầu một đảng cầm quyền nhưng lại ngang nhiên chà đạp lên những quy định mang tính nguyên tắc. Và đây là hình tân Chủ tịch nước Tô Lâm bị ép nhậm chức với nhiều điều uẩn khúc. Kể từ đó đến nay, với tình trạng tuổi cao, sức yếu, nhiều ý kiến cho rằng ông Trọng sẽ nghỉ ngơi để yên vui tuổi già với gia đình và con cháu. Hơn thế nữa, trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Tổng Trọng đã chính thức tuyên bố trước Ban chấp hành Trung ương Đảng rằng ông sẽ nghỉ hưu và trao quyền lãnh đạo lại cho thế hệ kế cận. Một điều đáng ngạc nhiên khác đó là Hội nghị Trung ương 8 được đánh giá là hội nghị đầu tiên mà uy tín của Tổng Trọng lại giảm sút chưa từng có. Có lẽ đây là lý do đã khiến Tổng Trọng tuyên bố rút lui. Theo giới quan sát, ngay trong thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 8, trên website của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã đăng bài viết lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài đưa vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Đây là hiện tượng chưa từng có vì bài viết này không hề tránh né mà tấn công trực diện Tổng Bí thư. Hơn nữa, bài viết đã trích dẫn phát biểu của lãnh đạo cấp cao trong Hội đồng Lý luận Trung ương do Tổng Trọng trực tiếp quản lý. Trong lúc đó, đương nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam là ông Đỗ Tiến Sĩ, cựu Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, một người đồng hương và là đàn em thân cận của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Đó là lý do kể từ sau Hội nghị Trung ương 8 đã có không ít các cáo buộc cho rằng Bộ trưởng Tô Lâm là người đứng sau một âm mưu nhằm tiếm quyền lãnh đạo đảng của Tổng Trọng. Khi Hội nghị Trung ương 8 kết thúc vào tháng 10 năm 2023, thời gian còn hơn 2 năm mới đến kỳ khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 14, nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để bàn về việc quy hoạch nhân sự cho Đại hội 14. Nhưng Tổng Bí thư và các lãnh đạo cấp cao của đảng đã vội vã quyết định thành lập 5 tiểu ban phục vụ cho Đại hội 14. Trong đó, tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự đều do ông Trọng đảm trách. Và đây là hình Tổng Trọng bị nghi ngờ cố ý tạo ra tình huống để có thể trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 4. Như vậy, rõ ràng Tổng Trọng là người quyết định việc lựa chọn đường lối của đảng và nhà nước, cũng như lựa chọn nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khác của đảng cho nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2031. Có ý kiến nghi ngờ cho rằng, phải chăng Tổng Trọng đang dọn đường để tiến tới ngồi tiếp nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ 4 của ông tại Đại hội Đảng 14. Điều này hoàn toàn phù hợp với những đánh giá của một số nhà quan sát khi cho rằng ông Trọng sẽ bám ghế Tổng Bí thư cho đến lúc chết với nhiều lý do khác nhau. Tập thể Bộ Chính trị trước Hội nghị Trung ương 9 đã gây sức ép để buộc ông Tô Lâm phải rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an, chuyển sang ghế Chủ tịch nước, ít quyền lực hơn. Cộng với sự lộn xộn bất thường trong việc bầu, chuẩn thuận để ông Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước và việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đã cho thấy điều đó. Và đây là hình Tổng Trọng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Để tạo tính chính danh khi ngồi lại nhiệm kỳ thứ 4, ông Trọng và phe cánh đã tạo ra một tình trạng hết sức lộn xộn với những xáo trộn cực lớn, thông qua việc loại trừ hàng loạt các lãnh đạo cấp cao nhất, đồng thời đổ mọi tội danh cho Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm gánh, với lý do lạm quyền để ngán chân của đối thủ trong cuộc đua. Về danh chính ngôn thuận, việc tạo phản của Tô Lâm đã giúp cho Tổng Trọng có cơ hội ra tay, trở thành người hùng, cứu vãn sự sụp đổ của đảng. Như vậy, Tô Lâm là kẻ tội đồ, điều này cũng tạo ra một lý do chính đáng cho việc có thể xử lý Tô Lâm trong thời gian tới. Chiêu trò này sẽ giúp ông Trọng trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 4 mà vẫn không bị mang tiếng là một kẻ tham quyền cố vị. Một kế hoạch được cho là do Tổng Trọng chỉ đạo cho Bộ Quốc phòng và Tổng cục Tình báo Quân đội, đó là tạo dựng ra một bộ hồ sơ giả về một kế hoạch đảo chính không tiếng súng do Tô Lâm dẫn đầu. Cụ thể, mời quý vị theo dõi ở phần tiếp theo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Chủ tịch là nạn nhân hay tội đồ trong trò chơi vương quyền của Tổng Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.